Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phố Núi TV. Xin gửi tới các bạn những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 15 tháng 8 năm 2021 và dự báo giá hồ tiêu trong tuần tới, từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 năm 2021. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong suốt thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá hồ tiêu giao ngay trên sàn Cochin Ấn Độ giảm 33,35 rupee trên tạ và hiện giao dịch ở mức là 41.300 rupee trên tạ. Nếu tính theo tỷ giá chéo của đồng Việt Nam đối với đồng rupee Ấn Độ, được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng tính thuế xuất nhập khẩu có hiệu lực đến ngày 18 tháng 8 năm 2021, 1 rupee là 311,41 đồng Việt Nam. Hiện giá hồ tiêu giao ngay trên sàn Cochin Ấn Độ có mức giá là 128.600 đồng 1 kg. Thưa các bạn, trong những ngày đầu tháng 8 năm 2021, giá hạt tiêu đen xuất khẩu tại Ấn Độ giảm so với cuối tháng 7 năm 2021. Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu của Brazil ổn định, còn giá tiêu xuất khẩu của Indonesia, Malaysia và Việt Nam lại tăng. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, các đại lý thu mua trong khoảng từ 76.000 đến 79.500 đồng 1 kg. Trong đó, giá hồ tiêu cao nhất ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thấp nhất tại tỉnh Đồng Nai. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, sáng nay giá hồ tiêu thu mua quanh mức là 77.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai thu mua ở mức 76.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu thu mua ở mức cao nhất là 79.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu sáng nay được thu mua quanh mức là 78.000 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, sáng nay thu mua ở mức là 76.500 đồng 1 kg. Thưa các bạn, năm 2021, ngành hạt tiêu của Việt Nam có sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu sản phẩm xuất khẩu. Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong nửa đầu năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng giảm về lượng, nhưng tăng mạnh về giá trị, trong khi xuất khẩu hạt tiêu đen xay và hạt tiêu trắng xay tăng mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Nửa đầu năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu đen đạt 118.540 tấn, trị giá là 366,35 triệu USD, giảm 11,2% về lượng, nhưng tăng 38,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đen trong nửa đầu năm 2021 đạt 3.090 USD trên tấn, tăng 55,7% so với cùng kỳ năm 2020. Cũng theo thống kê, nửa đầu năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu trắng xay đạt 3.850 tấn, trị giá là 17,33 triệu USD, tăng 84,1% về lượng và tăng tới 114,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, nhìn chung trong tuần này, giá hồ tiêu duy trì đã tăng với mức tăng mạnh từ 2.000 đến 2.500 đồng trên 1 kg. Về dự báo giá hồ tiêu trong tuần tới, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 năm 2021, Cục Xuất Nhập Khẩu Bộ Công Thương dự báo giá hạt tiêu thế giới sẽ được hỗ trợ do thiếu hụt nguồn cung tạm thời từ Việt Nam, giá cước phí tăng cao và tình trạng thiếu container rỗng khiến một lượng hạt tiêu xuất khẩu vẫn đang bị ùn ứ tại các cảng phía Nam Việt Nam. Giá tiêu được dự báo sẽ giữ ổn định ở mức cao và sẽ bật tăng mạnh trở lại trong tuần tới khi những lượng hàng xuất khẩu này được giải phóng và dự báo mốc giá 80.000 đồng 1 kg sẽ đạt được trong tuần sau. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá hồ tiêu ngày 15 tháng 8. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.